Việc mà quy định nồng độ cồn bằng không khi mà lái xe thì góc nhìn sao cho tích cực. Khi mà Kim Thanh Tài chia sẻ về quy định xử phạt đối với người tham gia giao thông nếu có nồng độ cồn và khi nhà nước làm gắt gao thì có ảnh hưởng tới cái dịch vụ ăn uống. Và dù là không chủ yếu nhưng mà nó góp phần dẫn tới cái mặt bằng kinh doanh ế ẩm và có rất là nhiều cái bình luận trái chiều. Thậm chí là có phần là cực đoan. Ví dụ như là bạn Mạnh Đình thì có ý là làm khổ dân. Bạn Hồ Lộc Thọ thì cho rằng là không đúng thời điểm. Thậm chí là bạn Trần Thái Thọ thì còn nói là ngu câm, nó câm mồm đi vân vân, những cái từ ngữ không tốt. Vấn đề này thì Tài nêu quan điểm rõ là: một, quy định là đúng vì sự an toàn của người dân và không vì lợi ích nhóm hay là cố tình làm khổ ai hết. Thứ hai, đã là quy định của pháp luật thì chúng ta cần phải chấp hành dù đồng tình hay là còn những cái cấn cá trong lòng. Thứ ba, nội dung Tài chia sẻ là từ thực trạng khách quan, là muốn góp ý chân thành của công dân đến cơ quan chức năng và không cổ suý hay là chống đối. Góp một tiếng nói hợp tác là trách nhiệm có thể khiến ở cơ quan chức năng suy xét và điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội hơn. Và khi Tài chia sẻ sẵn sàng đón nhận chê và chửi, nó là tất yếu trong không gian mạng. Và Tài chỉ mong là chúng ta chậm lại và nghe hết, nghĩ thấu đáo và trách nhiệm hơn với lời nói của mình trong cái cuộc sống này, và sẽ tốt đẹp hơn và êm đềm hơn các bạn nha. Ok, rất là hay luôn.